Ta làm cho bạn cái câu số 6. Câu này được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tại Lâm Đồng năm học 2017-2018 đề như sau. Đối chới hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm có metan là CH4, ethylene là C2H4. Lấy tổng bộ lượng CO2 hấp dụ vào nước bôi trong dư thì thu được 40 gram tụa, tụa đây là CaCO3. Tính phần trăm về thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp ban đầu. Như vậy đề hỏi riêng thì chúng ta gọi số mol của metan là bằng x mol, của ethylene là C2H4 bằng y mol. Ta có phương trình như sau: CH4 C2H4 ở đây em đi tác dụng oxy phản ứng cháy tạo thành CO2 cộng H2O, tác dụng oxy thu được CO2 cộng H2O. Chúng ta đi cân bằng phương trình này. Như vậy nếu đây là x mol, y mol thì chúng ta chuyển thôi. Đây sẽ là x mol CO2, đây là 2y. Được chưa mọi người? Chính cái lượng CO2 này sinh ra sẽ đi tác dụng bởi gì? Bởi CaOH lần dư, hiểu cho em, để tạo ra tụa. Phương trình tiếp theo đó là CO2 cộng cho CaOH 2 lần tạo thành CaCO3 kết tố màu trắng cộng H2O. Phương trình 3 x cộng 2y, x cộng 2y. Rồi cái đó chúng ta có hệ như sau, đó là chúng ta có mol của hỗn hợp x cộng y bằng 0,3. Em có mol của CaCO3 x cộng 2y mà bằng 40 chia 100 bằng 0,4. Em tính cho thầy x bằng y bằng. Rồi, yêu cầu chúng ta là tính phần trăm về thể tích của một khí có trong hỗn hợp. Phần trăm thể tích của CH4. Câu này vẫn câu hỏi dễ em nha. Em sẽ lấy số mol nó chiếm. Lấy số mol nó chiếm là 0,2 chia cho 0 mấy? Chia cho 0,3 nhân 100. 66,67. Vậy chúng ta tính phần trăm thể tích của C2H4, lấy 100 trừ đi 33,33%. Rồi 66,67%. Và đây bằng 33,33%. Và thầy đánh giá của thầy thì đây là một câu hỏi dễ nha.